để nhìn lại chặng đường đã qua, rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng hoạt động trong thời gian tới. Hôm nay, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công đoàn viên chức tỉnh và sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động và tri ân những cán bộ công đoàn xuất sắc có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tổ chức công đoàn. Đó là lý do của chương trình hôm nay. Đến tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm hôm nay, ngày 2 tháng 9 năm 2002, cùng với sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã công bố quyết định số 148 về việc thành lập công đoàn viên chức tỉnh Bình Định. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn viên chức tỉnh đã và đang ngày càng trưởng thành trong mái nhà chung của phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn tỉnh nhà và của hệ thống công đoàn viên chức Việt Nam. Với vị trí và vai trò của mình. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định, cho phép tôi thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh xin kính gửi đến các đồng chí lãnh đạo thực hiện sự sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức hoạt động cho phù hợp với tổ chức công đoàn, thì Công đoàn viên chức tỉnh số lượng đoàn viên đã phát triển lên 5.238 đoàn viên. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định, tổ chức trọng thể kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngành, tôi rất vui mừng đến dự và gặp mặt. Luôn nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác nghiên cứu tham mưu cho từng ngành lĩnh vực về việc hoạch định những chủ trương chính sách vĩ mô góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, với truyền thống vẻ vang và tự hào của Công đoàn viên chức tỉnh trong 20 năm qua, với tình cảm và trách nhiệm trước đoàn viên, cán bộ. Đại diện của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tạo cùng ký kết sản xuất. Chúng ta cho một tràng pháo tay lớn để liệt liệt chúc mừng cho các cá nhân, tập thể. Xin trân trọng cảm ơn các đồng. Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Công đoàn cơ sở Cơ quan Tỉnh đoàn Bình Định, Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định, Công đoàn cơ sở Đảng ủy khối.